Để làm quảng cáo Facebook bán xe hiệu quả thì chúng ta sẽ cần 5 cộng 2 yếu tố các bạn. Nếu 2021 thì chúng ta chỉ cần 5 yếu tố thôi. Thì bây giờ 2022 trở đi chúng ta phải cần tới hai yếu tố phụ nữa, đó là tổng cộng là 7 các bạn. Thì 5 yếu tố đó là tệp nè, câu chữ nè, video nè, chatbot nè và các yếu tố thị trường. Nhưng chúng ta có thêm hai yếu tố, đó là yếu tố tài nguyên và cũng như một cái phương pháp phân tích quảng cáo. Đó, nắm 7 yếu tố này thì chúng ta mới có thể chạy chiến dịch hiệu quả được các bạn. Với nội dung khóa này thì Thanh sẽ cơ cấu thành 3 buổi. Với buổi 1 là bạn sẽ học về cái bộ tài nguyên chuẩn cũng như cách nghiên cứu đối thủ. Hay nói về xét về yếu tố thì buổi 1 mình sẽ học về yếu tố tài nguyên và yếu tố thị trường. Đó. Buổi số 2 mình sẽ lên chiến dịch quảng cáo thì chúng ta sẽ học về yếu tố tệp và chatbot. Buổi số 3 chúng ta sẽ học về nội dung quảng cáo hay chúng ta sẽ học về yếu tố chữ và video. Đó, thì bạn thấy sau 3 buổi thì chúng ta sẽ nắm tổng cộng là 6 yếu tố rồi. À, nhưng mà hồi nãy Thanh nói là 5 cộng 2 tức là 7 đúng không? Thì cái yếu tố thứ 7 đó các bạn là yếu tố phân tích á. Thì để mà phân tích hiệu quả chiến dịch đó thì chúng ta sẽ không thể nào nói ngày 1 ngày 2 được, và nó sẽ rất là phức tạp và chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta làm và trải nghiệm và rèn luyện từ từ. Đó, cho nên buổi số 3 Thanh sẽ nói cho các bạn về phân tích hiệu quả chiến dịch cơ bản thôi để cho bạn nắm. Thì 6 yếu tố này cũng giúp cho bạn ra kết quả rất tốt rồi ha các bạn. Ok, xin chào các bạn.